Tình trạng sân bay chậm trễ dự kiến sẽ kéo dài đến mùa hè. Khi người Canada háo hức muốn đi du lịch sau 2 năm đại dịch, một chuyên gia cho biết thời gian chờ đợi lâu hơn nhiều để được gia hạn hộ chiếu và ở các sân bay sẽ là một điều bình thường mới đối với hành khách vào mùa hè này. Martin Faiston, chủ tịch của Travel Secure, một công ty môi giới bảo hiểm du lịch có trụ sở tại Toronto, nói rằng Nguyên nhân đơn giản đằng sau tình trạng này là không có đủ nhân viên tại các khu vực quan trọng trong sân bay, chẳng hạn như khu trả hành lý, bộ phận làm thủ tục và an ninh để xử lý gia tăng đột ngột ở du khách. Các vấn đề bắt đầu xảy ra trong những ngày gần đây và cơ quan an ninh vận tải hàng không Canada xác nhận hôm thứ hai rằng cơ quan này đang gặp vấn đề với nhân viên. Văn phòng Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết họ đã biết về những vấn đề này tại các sân bay và đang làm việc với cơ quan an ninh vận tải hàng không canada để thực hiện các biện pháp và bổ sung nguồn lực để giải quyết sự chậm trễ và các lo ngại về nhân sự càng nhanh càng tốt